Kính thưa quý vị, theo quan điểm của người xưa và đối chiếu theo bốn mùa thời tiết trong năm, thì hiện nay không chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông đâu, mà cứ đến mùa mà giao giữa mùa thu và mùa đông thì chúng ta còn có một mùa nữa, đó chính là mùa cưới. Mọi người thường là nếu như mà có kế hoạch, mà lên kế hoạch cưới từ trước á, Phương thấy là hầu như đều sẽ chọn, nhất là ở những cái tỉnh thành phía Bắc á, đều sẽ chọn những cái tháng mà từ cuối tháng 10 trở đi cho đến tầm khoảng tháng 1, tháng 2 là cái mùa đẹp nhất trong năm, mà mọi người bảo đó chính là mùa cưới. Bởi vì thời tiết rất là chiều lòng người này, rồi diện đồ trang phục ăn uống nó cũng rất là mát mẻ nữa. Và nếu như chúng ta đã có những cái kế hoạch cưới cho mùa thu đông này rồi thì chắc chắn là chúng ta cũng cần phải lên thật là tỉ mỉ, như là từ chọn đồ cưới rồi đặt cổ vàng, rồi viết thiệp mời, rồi chụp ảnh cưới, làm sao để có một cái đám cưới thật là trọn vẹn. Và trong tiểu mục chuyện chung chuyện riêng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ mách nước cho quý vị những cái thông tin rất là bổ ích, những cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể làm sao chuẩn bị thật là tươm tất nhất cho ngày cưới của mình. Bởi vì theo Phương thấy ngày cưới nó rất là đặc thù, là nó không có giống như những cái ngày khác, những cái buổi lễ khác. Những cái buổi lễ khác chúng ta làm sai chúng ta có thể rút kinh nghiệm nhá, chứ riêng ngày cưới của mình mà nói rút kinh nghiệm thì hơi khó. Thật ra thì mọi người sẽ nói với nhau là đi ăn cưới hay là tổ chức sinh nhật thì có thể tổ chức nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi năm có một cái tiệc sinh nhật. Tuy nhiên thì lễ cưới thì thường sẽ chỉ diễn ra một lần thôi. Và ai trong đời phụ nữ thì cũng chỉ có một lần được mặc áo cưới thôi. Ít nhất là một lần. Thật ra thì ai cũng sẽ mong chờ vào cái lần đầu tiên mình được mặc áo cưới trông nó như thế nào. Ai cũng sẽ mong chờ một cái đám cưới trọn vẹn và trọn vẹn. Tức là nó phải đầy đủ tất cả các thành viên này, nó phải đạt được những cái thứ mong muốn của chúng ta. Và chẳng có cô dâu nào là không mong muốn mình trở thành một nàng công chúa trong cái ngày cưới của mình cả. Chính vì vậy mà cái công tác chuẩn bị cho đám cưới thì nó không phải là trong một tháng, hai tháng đâu, mà chị nghĩ là nó cả năm ạ. Không biết ngày xưa Phương cưới bao nhiêu, chứ ngày xưa chị nhớ là chị đã chụp ảnh cưới, tức là dự kiến cưới vào khoảng tầm tháng 3 của năm sau, thì tháng 9 của năm trước đó là đã dục dịch tính xem là đi chụp ảnh cưới ở đâu, rồi cỗ bàn các thứ như thế nào, mà có đặt cỗ là phải đặt trước nửa năm á, chứ không phải là đặt trước một tháng, hai tháng gì đó đâu. Và người ta vẫn thường nói vào cái mùa cưới tầm tháng 10 đổ đi, thì cũng vì là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà các cô dâu có thể xinh xắn từ sáng đến chiều mà không lo là mặt mồ bị trở mồ hôi hay quần áo trang phục mà khó di chuyển. Thì cái tầm tháng 10 cũng là cái tầm mà cuối thu đầu đông, và cái lúc đó cũng là cái lúc mà Hà Nội rất là đẹp. Chính vì thế mà xu hướng là đối với các tỉnh thành phía Bắc, mọi người cũng sẽ tổ chức đám cưới vào cái thời điểm này nhiều hơn. Dạ vâng ạ, không biết hồi đó Phương Anh cưới thì có cái kinh nghiệm gì muốn chia sẻ cho những bạn đang chuẩn bị cưới. Mà Phương Anh cưới tháng mấy á? May hôm nay có chương trình này em mới chợt nhớ ra là sắp sửa đến ngày kỷ niệm ngày cưới của em rồi. Em cũng cưới khoảng tầm đầu tháng 11, khoảng tầm mùng 10, nếu nhớ không nhầm thì khoảng mùng 10 tháng 11. Chị nghĩ là chồng em mà nghe cái câu nếu em không nhầm này là tại vì không phải cũng... tại vì có hai cái ngày là ngày ăn hỏi và ngày cưới nó rất là sát nhau, và ngày âm ngày dương nó hơi trùng trùng, nên không nhớ là mùng 8 hay là mùng 10, sau này sẽ xem lại. Không, nhưng mà cái này em có thể thông cảm được với Phương Anh, tại vì hồi đó em cưới cũng hai miền á, miền Nam, miền Bắc, mỗi miền em đó là một cưới ngày nơi. Đấy, cho nên mình cũng sẽ hơi bị nhầm cái khái niệm đó. Đó, và thực sự là em thì không có nhiều thời gian để chuẩn bị như chị Quỳnh hay là chị Phương đâu. Bởi vì là em nhớ rằng là cái quãng thời gian bắt đầu từ lúc quyết định là sẽ tổ chức đám cưới trong cái năm nay cho đến lúc mà em chính thức lên xe hoa thì đâu đó nó chỉ hơn một tháng thôi. Rất là nhanh, sau khi mà em có một chuyến đi công tác ở châu Âu về thì bố mẹ em hỏi là thấy Tú bảo, tức là chồng em bảo là chuẩn bị cưới nhá con nhé, thế là mẹ quyết định ngày rồi, và như thế là cứ như thế là chuẩn bị thôi. Thì thực sự là em cũng không có quá nhiều thời gian, là một mình cái thời cử cuối năm thì công việc truyền hình thì cũng khá là bận, rất là nhiều công việc, cho nên là cái sự chuẩn bị cho đám cưới đó thì gần như là những cái công việc gì mà không cần đến cô dâu chú rể chính gọi là bắt buộc phải có mặt thì tất cả mọi cái khâu chuẩn bị đều là bố mẹ em gọi là làm thay hết. Thì em có một tập đoàn các bà mẹ rất là nhiều, những người mẹ nuôi của em phải đến 4-5 người em gọi là mẹ cùng đứng ra tổ chức cho cái đám cưới đó. Thì nói chung là cũng rất là thích khi mà có những người thân. Thì em nghĩ rằng là nếu như ở cái thời điểm mà các bạn trẻ chúng ta cũng còn có quá nhiều những cái sự non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà tổ chức một cái sự kiện trọng đại như thế, thì cũng có thể là tham khảo ý kiến của người lớn trong nhà, những người mà chúng ta cảm thấy thân thương nhất, dễ dàng để chia sẻ những cái mong muốn của mình nhất. Và cái thứ hai mà em có cái kinh nghiệm đấy là mình phải biết mình muốn gì. Ví dụ như là trong cái đám cưới của em thì em xác định luôn là em sẽ không cần nó phải quá gọi là em hơi đơn giản một chút, em không quá yêu cầu một đám cưới trong mơ, nhưng mà em sẽ cần một cái đám cưới mà nó thực sự là đơn giản, gọn nhẹ, nhưng mà nó phải đầy đủ tất cả những người mà em yêu thương nhất. Thì đấy, em chỉ có cái tiêu chí là sẽ mời đầy đủ tất cả những mọi người mà em cần thôi. Và từ những cái khâu như là chụp ảnh cưới này hay là chọn váy cưới thì gần như là em làm rất là nhanh.
cực kỳ là nhanh luôn. Và em nghĩ rằng là khi mà mình biết là mình muốn gì và mình tập trung vào cái khâu nào ấy, thì mình sẽ đỡ cái cảm giác là mình bị mệt. Bởi vì em biết là đám cưới nó có vô vàn những cái khâu mà mình cần phải lo. Cho nên là nếu chúng ta cứ giải đều tất cả mọi cái sự lo lắng vào tất cả những cái khâu đó, thì cái sự cầu toàn đó có thể khiến chúng ta cảm thấy thất vọng nếu như một cái khâu nào đấy nó không được như ý muốn. Và cái điều mà mình cần quan tâm nhất thì có khi mình lại làm lỡ nó. Thực ra em thấy là nếu như mà chúng ta mà có nhiều gia đình em thấy có điều kiện mà thuê luôn cả những cái mà đội mà wedding sự planner kiện. Đúng rồi. Thì họ chuẩn bị từ A đến Z, họ chỉ cần đưa ý kiến ra rồi mình chỉ ngồi mình duyệt có hoặc không rồi yes or no thôi, thì nó rất là đơn giản. Còn nếu như bản thân mình tự lên kế hoạch mà từ đầu đến cuối thì giống như Phương Anh bảo, chúng ta phải ghi ra từng cái hạng mục như là thiệp cưới, rồi những cái gì mà chúng ta nên chuẩn bị và lưu ý tránh những cái điều gì, rồi đến phần chụp ảnh cưới, rồi đến cái chọn cổ món, rồi chọn không gian cưới. Riêng bản thân Khánh Phương thì Khánh Phương cũng có những cái lưu ý cho các bạn mà chụp ảnh cưới như thế này nè. Đấy từ chính kinh nghiệm của Phương ra thôi. Hồi đó là em chụp ảnh cưới ở tại Đà Nẵng, thì chồng em đầu Bắc, vợ ở đầu Nam thì lại rất là thích biển. Tại vì thực ra hồi đó hai vợ chồng gặp nhau là gặp nhau ở biển cơ, tức là gặp nhau ở cái khu vực mà miền Trung ấy. Cho nên mới là chọn Đà Nẵng là một cái địa điểm để chụp ảnh cưới. Thì khi mà chọn Đà Nẵng thì cũng phương vân rất là nhiều, là không biết là lấy ekip từ trong Sài Gòn hoặc là Hà Nội đi, hay là đến tại Đà Nẵng rồi lấy ekip ở tại Đà Nẵng. Thì mới hỏi những cái người quen, những cái người chị mà cũng làm trong nghề á, họ có người quen và họ cũng đã từng chụp ảnh cưới ở tại Đà Nẵng. Thì họ bảo là thôi em cứ ra Đà Nẵng đi, như vậy thì có thể là sẽ thuận tiện hơn trong việc đi lại, di chuyển đồ, rồi có cái gì thì người ta sẽ support ngay lập tức luôn. Thì em cũng đi ra ngoài đó thì thực sự là ekip cũng rất là hỗ trợ. Nhưng đến cái khâu mà chỉnh ảnh, cái giai đoạn này em thấy mới là phức tạp. Tại vì thực ra mình cũng thuộc dạng kỹ tính, cho nên thường á mà họ, nếu như mình ở gần á, mình thích chỉnh như thế nào theo ý của mình, mình có thể chạy qua chạy lại rồi mình sửa, hoặc là kiểu như nó thông tin trao đổi với nhau nó sẽ dễ dàng hơn. Trong khi đó thì một người ở tại Đà Nẵng, một người ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà sửa cái giai đoạn chụp thì không nói gì, nhưng mà đến cái giai đoạn sửa thì nó phát sinh rất là nhiều những vấn đề. Tức là mình nói nhiều quá, nhưng mà ekip chỉ ghi nhận là được có 2-3 gạch đầu dòng của mình thôi. Thành ra cái bộ ảnh cưới á, chụp ra nó lại không trọn vẹn giống như là những cái gì mà mình muốn. Từ cái khâu chỉnh sửa ảnh luôn, nó lại không có được giống như ý em muốn. Đó là cái điều em tiếc, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái khâu thiệp cưới. Em biết là ở ngoài Hà Nội á, khi mà mọi người gửi thiệp cưới, em thấy đa phần á là mọi người sẽ gửi bằng message tin nhắn đối với những cái người trẻ. Nhưng mà ở trong em á, thời điểm mà em cưới á, thì người ta vẫn rất là quan trọng cái thiệp cưới phải đưa tận tay cơ. Có thể là em sẽ không đến nhà chị Quỳnh, em ngồi dăm ba câu chuyện, em ngồi 20-30 phút như vậy thì rất mất thời gian. Nhưng em phải đến nhà hoặc em phải gặp chị Quỳnh, em đưa đúng cái thiệp cưới đó, và người ta sẽ đi, người ta bỏ phong bì á, bỏ phong bì vào trong cái tiền á, sẽ bỏ phong bì vào trong đúng cái tiệc cưới mà mình đưa cho họ. Đấy, cho nên ở trong Nam là một cái phong tục đó. Cho nên nếu như mà chúng ta ghi tiệc cưới á, thì em nghĩ là bây giờ chúng ta cũng nên gọn nhẹ hơn một xíu, là đối với những người nào mà vai vế hơn mình hoặc là bậc cha anh chú bác thì chúng ta nên đến nhà để chúng ta đưa, nó cũng thể hiện cái sự trang trọng của mình. Nhưng đối với những cái người mà gọi như là bạn của mình thì chúng ta có thể gọn nhẹ hơn một xíu bằng cách là chúng ta có thể gửi tin nhắn, nó rất là nhanh. Chứ tránh như em hồi đó là gần đến ngày cưới của em sát khoảng 3-4 hôm, bởi vì mệt quá, một mình em phải tự chuẩn bị hết. Mà em vẫn còn khoảng đâu đó 5-6 bàn em chưa gửi được thiệp cưới. Và trong ngày hôm đó thì một mình em phải đi tận 1 bàn, ở trong đó là 10 người, thì 5-6 bàn cứ nhân lên là 5-60 người. Trong 1-2 ngày đó phải giải quyết hết 50-60 cái thiệp mời, thực sự rất là mất sức luôn. Thật ra thì nói chung là ngày xưa thì chúng ta thấy rằng là đám cưới của con thường sẽ là khách của bố mẹ. Đúng rồi, em thấy bạn bè của chúng ta sẽ thường chỉ được một vài bàn thôi, còn lại đa phần là khách bố mẹ. Nhưng mà với đám cưới bây giờ thường thì các bạn ấy hiện đại hơn, và dần dần sau, nhất là sau 2 năm đại dịch Covid-19 nữa, thì đám cưới nó cũng sẽ được thu nhỏ vào trong những cái người thân thiết với gia đình nhiều hơn. Thì như ngày xưa chị cưới thì cũng từ 2013, và cái thời điểm đó thì gần như là đám cưới của chị, bạn bè của chị hồi đấy còn mới đi làm nữa chứ không mời ở cơ quan mấy, nên là bạn bè của chị đâu được nhỏ 2 bàn 2-3 bàn gì đó, còn lại toàn là bạn bè bố mẹ thôi. Và mình không hề quá là căng thẳng vào trong cái câu chuyện là tiệc cưới ăn gì hay uống gì, vì nói thật là cái khoản đó là cái khoản mà bố mẹ chúng ta lo nhiều hơn. Nhưng mà mình sẽ phải lo vào cái bộ ảnh cưới ra sao, như Phương nói này, cái váy cưới mình chọn mặc ngày đó là cái bộ nào, hay là chọn make up các thứ. Thì ví dụ như Phương nói về ảnh cưới thì chị cũng đồng ý với cái câu chuyện là nếu như mà được thì chúng ta nên chọn một cái ekip mà
nó cần cái nơi mà chúng ta sống ấy, thì thật ra là trong cái câu chuyện trao đổi nó sẽ tốt hơn. Mặc đúng dù rồi. Là như vậy mà chúng ta muốn ở chụp ở xa thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ bị mất một cái chi phí tốn kém hơn. Yeah. Ngày xưa thì chị đi chụp ảnh cưới thì cũng rất là may mắn vì bạn chị có rất là nhiều người làm chụp ảnh, và sau đó thì thay bằng việc là mình sẽ phải đi với cả một cái ekip mà không quen biết lắm thì bọn chị đã lựa chọn cách là rủ 2-3 người bạn thân. Thế là vừa tranh thủ đi chơi và vừa coi như là đi tuần trăng mật luôn. Và sau đó thì sẽ là kết hợp chụp ảnh cưới luôn. Và đến lúc về thì mọi người sẽ có rất là đa dạng ảnh. Ngoài cái việc là mình mặc áo cưới, mình mặc áo dài thì mình cũng có thể mặc những cái bộ thường phục và mình vừa đi chơi vui hơn. Và đúng thật là mình sẽ thấy là cái bộ ảnh cưới đấy nó sẽ có nhiều kỷ niệm hơn. Nhưng mà vừa rồi thì mọi người cũng sẽ nói với nhau là cái bộ ảnh cưới đó chụp nó chỉ để trưng bày đúng vào cái ngày mà chúng ta ở ngoài phòng cưới thôi. Chứ còn về với cả thật ra là để treo ở hai nhà thì mỗi nhà có một cái ảnh hai đứa đấy để nói là đấy con trai con gái tôi gia đình rồi. Còn lại thì đúng thật là cái bộ ảnh cưới đấy không bao giờ mở ra xem cả. Nhưng nói gì thì nói, cái việc đi chụp ảnh cưới nó vẫn là một cái điều gì đấy nó rất là quan trọng với các cô dâu, bởi đúng vì rồi, là chị. Lúc không phải lúc nào chúng ta cũng mặc được một cái chiếc váy cưới mà đẹp như thế, đặc biệt là trong cái ngày cưới thì nhiều khi chụp ảnh cưới thì lại còn không đẹp bằng cái bộ lúc chụp ảnh cưới. Đúng, chính xác. Thực ra đối với công việc chị em mình á, trang điểm make up thường xuyên rồi những event đồ thì nó có thể là sẽ có nhiều khi chúng ta còn lộng lẫy hơn là cái ngày mà chúng ta cưới nữa. Nhưng mà đối với nhiều chị em phụ nữ khác, công việc của họ không cho phép họ tiếp xúc thường xuyên với lại những cái mà trang phục rồi ăn diện rồi make up giống như chúng ta. Cho nên vì vậy em thấy là trong những cái ngày cưới hoặc là những cái ngày nào đó mà gia đình có tiệc thì họ mới make up thôi. Cho nên vì vậy thực ra có thể là cái bộ ảnh cưới đó đôi khi mà chúng ta dọn dẹp cái tủ mình mới lỡ rỡ mình xem. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chụp ảnh mà nó không được đẹp thì tự bản thân của mình nó cũng cảm thấy mất mút, đúng không ạ? Đúng rồi. Mà nhất là cái câu chuyện năng tiện, nói đến chuyện chụp ảnh cưới thì lại nhắc đến cái câu chuyện trang điểm ngày cưới. Đấy cũng là một vấn đề mà nói thật là cái câu chuyện phải bàn đến nhiều nhất. Chị có biết có những người rất là kỹ tính, tức là trước cái đợt mà đi chụp chuẩn bị cho đám cưới là để có ăn hỏi và ngày cưới là mình có 2 ngày để trang điểm, đúng không? Thì có những bạn mà phải đi đến vài nơi để trang điểm thử và sau đó mới có thể tìm ra được một cái điểm mà một cái người mà mình cảm thấy là ưng ý nhất. Nhưng có những người thì họ còn thậm chí là không thể tìm ra được ai ưng ý như chị á. Ngày xưa còn khổ nhất ở đoạn là đến đúng ngày cưới của mình là mình phải tự trang điểm ngày cưới và ngày ăn hỏi luôn, bởi vì những cái ngày đẹp như vậy thì thường sẽ là rất là đông cô dâu. Và ví dụ như ngày xưa thì chị cũng có đi học trang điểm, và khi mà mình nhờ lại chính cái thầy giáo của mình trang điểm cho mình thì ông có nói một câu là ngày hôm đấy anh đông khách lắm mà anh đã dạy trang điểm cho mày rồi thì thôi mày tự làm luôn đi. Thế là trong cái ngày cưới hôm đấy không có ai trang điểm cho chị cả, chị phải tự làm cho mình và quay ra còn làm luôn cho cả mẹ luôn. Thế là coi như mình chưa bao giờ có cái ấn tượng trong câu chuyện là mình được ai đó make up xinh đẹp cho vào cái ngày cưới cả, mặc dù bình thường mình là người rất hay được mọi người make up cho. Thiệt ra cho Phương xin được nói một xíu, tại vì Phương cũng có cái cảm giác giống như chị Quỳnh như vậy á. Em thì không may mắn như chị là còn được tự make up cho mình, tại vì em thấy là mình hiểu cái mặt mình nhất. Mình tự make up có thể là mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy ôi sao cực thế, nhưng mà bản thân mình make up quen rồi mình sẽ cảm thấy là nó không bị mất quá nhiều thời gian và mình cảm thấy tự tin hơn khi mà mình được là chính mình với những cái đường nét mà mình hiểu mình nhất. Chứ còn riêng bản thân em á, cưới ở trong Sài Gòn và ở cả Hà Nội luôn, thì lúc đó thì em book trọn gói luôn là cái ekip ở bên cái chỗ mà lo liệu trang phục cưới cho em á, thì họ sẽ có những cái nhân viên trang điểm đó make up luôn cho mình. Và thực sự là khi mà make up cho mình á, mình cảm thấy là mình không có phải là mình nữa, là một cái con người nào đó rất là khác luôn á quý vị. Bây giờ mà dỡ cái ảnh cưới ra mình nhìn Khánh Phương cảm thấy rất là xa lạ luôn. Đến nỗi con mình á, nó bảo mẹ ơi đây là mẹ cũ ha mẹ. mẹ cũ mẹ mới. Đấy, cho nên vì vậy Phương thấy thực ra cái việc mà chúng ta cân đo đong đếm rất là nhiều những cái khoản chi trong cái việc tổ chức đám cưới là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng cái việc mà chúng ta make up làm sao mà chúng ta xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình cũng quan trọng không kém. Vì thế nếu như mà thực sự cái ekip đó làm cho mình cảm thấy không ưng thì chúng ta nên là bỏ thêm tiền hoặc là tìm thêm những cái mối quan hệ nào đó để tìm ra cho mình được một cái người make up thực sự là phù hợp với mình. Và đừng ngại nha quý vị, giả sử mà make up mà mình thấy không ưng á thì quý vị nên có những cái bộ trang điểm cá nhân đi theo bên mình để dặm và chỉnh sửa lại những cái đường nét, làm sao cho mình cảm thấy mình là chính mình được tự tin nhất, thì Khánh Phương nghĩ đó điều đó rất là được. Thật ra bây giờ chị em mình ngồi đây khi mà chúng ta đã trải qua những cái ngày cưới rồi, quá trình kinh nghiệm, khi mà chúng ta ngồi đây nói với nhau thì chúng ta thấy rằng là mọi thứ nên làm đơn giản đi. Nhưng thực sự nếu mà đặt mình vào thời điểm đó, quay trở lại thời điểm đấy thì mình vẫn không thể nào mình làm như thế được, bởi vì đây vẫn là một cái ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của đúng không ạ? Nên là tất cả mọi khâu, nếu như bảo em bây giờ phải tự make up đi, mặc dù hàng ngày em vẫn tự make up cho mình được, nhưng nếu mà để em là tự make up cho ngày cưới của mình như chị Quỳnh chắc em cũng không dám làm, bởi vì là trừ khi là trường hợp bất đắc dĩ mình bắt buộc thôi nhá, còn nếu không thì mình vẫn cứ muốn là sẽ có một người khác họ làm cho mình, thì cảm
giác là nó sẽ trang trọng, đúng, và nó rồi sẽ đẹp đẽ hơn. Và mình vẫn cứ có cảm giác là thích hơn vì lúc đấy mình cảm thấy mình là một là cái người quan trọng nhiều hơn đấy, đúng không? Cho nên là thật ra bây giờ mình nói thì mình có thể bảo các bạn rằng là bây giờ chúng ta nên làm mọi thứ đơn giản, nhưng mà đúng ở cái thời điểm đó và ở cái tâm thế đấy thì mình vẫn cứ sẽ phải chú trọng rất là nhiều điều và tất cả mọi thứ mình đều cảm thấy nó rất là quan trọng. Thôi nhưng mà vẫn là một cái lời khuyên, em nghĩ rằng là chúng ta vẫn nên biết rằng là lên một cái kế hoạch thật là chi tiết rằng là mình thực sự muốn cái điều gì ở đám cưới đó. Ví dụ như ngay từ khoản trang phục chẳng hạn, có thể là chúng ta xem rất là nhiều bạn bè mình ngày cưới mọi người mặc những cái đồ rất là đẹp và bộ nào mình cũng muốn rằng là mình sẽ phải mặc cái bộ giống giống như thế này hoặc là cái phong cách như thế này. Người thì thích phong cách Hàn Quốc, lúc thì thích phong cách công chúa, lúc thì thích lại mình phải trông gọi là trẻ trung năng động. Thì tốt nhất là chúng ta nên xác định rõ ràng và tự hình dung trong đầu mình rằng là à, nếu như chúng ta mặc trang phục này thì nó sẽ như thế nào và mình cảm thấy là mình tự tin nhất trong cái trang phục nào. Rồi là kể cả layout make up cũng như thế, mình xác định rõ, có thể lên mạng tìm những cái layout make up cảm giác là nó sẽ hợp với mặt của mình nhất. Nếu như chị em mình thì có thể là mình make up thường xuyên, mình biết là mình hợp như thế nào, nhưng có những chị em thì họ rất là ít khi động chạm tới son phấn thì họ cũng rất là khó, đúng không? Thì mình có thể mình lên mạng mình xem những kiểu nào mà mình yêu thích này, hỏi trước cái người chuyên viên trang điểm cho mình là chị ơi, với mặt em như thế này thì có hợp không? Với cái kiểu này không thì chị làm giúp cho em kiểu kiểu như thế này nhé. Thì em nghĩ rằng là khi mình xác định rõ là những cái tiêu chí mà mình mong muốn là gì thì cái khâu chuẩn bị cũng như là cái khâu lựa chọn nó sẽ đơn giản hơn và cũng hạn chế thấp nhất cái những cái điều mình phải tiếc nuối. Còn em thì em thấy rằng là có một cái điều mà em có thể thích nhất trong đám cưới, tức là trong cả cái quá trình chuẩn bị cưới của em, đấy chính là cái việc mà chụp ảnh cưới. Bởi vì thực sự là em thấy em có một quyết định quá là sáng suốt khi mà em đã không chụp ảnh cưới ngoài trời. Đúng thật. Thực sự bây giờ nghĩ lại thì đúng, nếu mình có thể chụp bộ ảnh thật là hoành tráng bên bãi biển hay là một nơi nào đó rất là đẹp thì cũng rất là thích. Nhưng mà về sau này thì cái bức ảnh của chị là cũng không xem lại nữa. Rồi là chúng ta cũng rất là mệt mỏi, rồi là ekip chỉnh sửa ảnh cũng rất là cực. Nhưng mà với em chẳng hạn thì em lựa chọn, bởi vì thời gian cũng rất là gấp rút, em lựa chọn rằng là em chỉ chụp xong studio thôi. Và em sẽ chụp ở hai cơ quan của em, là hai cái nơi mà gắn kết hai vợ chồng. Cũng rất là nhanh, em liên hệ với cả lãnh đạo kênh và xin nhờ anh chị một tiếng ở một nơi và cứ chụp với cả những người đồng nghiệp của mình như vậy. Thì em thấy là sau này em thấy rằng là chụp trong nhà nó rất là nhàn cho cả cô dâu chú rể. Chụp với những người thân của mình giống như chị Quỳnh ấy thì mình có rất là nhiều cái set diễn và mình cảm thấy tự nhiên hơn, nên là cái bức ảnh của mình nó cũng sẽ thoải mái và nó đẹp hơn. Và mất rất là ít thời gian, em chỉ mất có khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ cho tất tần tật cái bộ ảnh cưới đấy. Và đến bây giờ thì cái bộ ảnh cưới đấy nó vẫn có cái giá trị để xem lại, bởi vì thực sự nó rất là đơn giản và tự nhiên. Nó không phải là bộ mà em sẽ mặc trang phục váy cưới hay cái gì đấy quá lộng lẫy cả. Thì em nghĩ rằng là nó cũng là cái điều rất là thú vị mà có thể là một cái kinh nghiệm. Nhưng mà nói chung không phải là khuyên tất cả mọi người nên làm đâu, bởi vì em nghĩ là đám cưới là cái sở thích của từng người. Mỗi người mong muốn cái điều gì ở đám cưới và sự kiện đấy của mình thì chúng ta nên làm hết mình để sau đấy chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc nữa. Nhưng mà có một vấn đề. Nhưng mà một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa nhắc đến ở đây, đấy là sức khỏe của cô dâu chú rể. Nói chung là cái câu chuyện là để đi chụp ảnh cưới được hay là để cái ngày cưới mà chúng ta trông gọi là tươi tắn rực rỡ nhất, thì cái vấn đề giữ sức khỏe trong cái khoảng thời gian đấy cũng là một cái câu chuyện rất là quan trọng. Ví dụ như các cô dâu thì rất hay dễ bị stress vào những cái ngày mà chúng ta thường sát ngày cưới hay ngày ăn hỏi, rồi những cái ngày đi chụp thì bao giờ chúng ta cũng có cái cảm giác hồi hộp và thường căng thẳng, dễ đi ngủ muộn. Mà đi ngủ muộn thì thường mắt sẽ trũng sâu và ngày hôm sau trang điểm da sẽ không hề đẹp một chút nào. Nên có một cái vấn đề mà mọi người cần phải lưu ý là có thể bận rộn, có thể lo lắng như thế nào cũng được, nhưng cái ngày trước, cái ngày trọng đại diễn ra thì chúng ta nên có một cái giấc ngủ đủ và chúng ta cũng phải cố gắng giữ sức khỏe. Ví dụ như các cô dâu muốn có một cái làn da đẹp hơn thì có thể chăm đi spa nhiều hơn này, hay là chúng ta có thể đi massage để khiến cho cơ thể cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Và thường vào những cái ngày đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta cần phải giữ được một cái trạng thái tốt nhất, vui vẻ, không cáu gắt, chứ càng lo nghĩ càng cáu gắt thì sẽ càng khó có một cái ngày cưới như mong đợi. Sau đó thì chúng ta lại còn nghĩ đến cái câu chuyện đi trăng mật nữa, đúng không ạ? Thực ra có rất là nhiều cái mà em cần phải kiểu như là mình cần phải lưu ý để cho cái ngày cưới của mình diễn ra trọn vẹn hơn. Vì vậy em vẫn có một cái chia sẻ là chúng ta nên lập ra một cái kế hoạch thật là chi tiết, càng chi tiết bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng hạn chế những cái sai sót thấp nhất bấy nhiêu. Giống như từ cái việc mà địa điểm mà chụp ảnh cưới, thực ra là Phương rất là đồng ý với quan điểm Phương Anh là nên chọn chụp ảnh ở ngoài, ở trong nhà nếu đối với những cái ảnh nào mà chúng ta cần một cái sự chỉnh chu nhất, từ đầu tóc cho đến trang phục. Bởi vì chụp ảnh ở trong nhà nó sẽ hạn chế rất là nhiều cái việc mà chúng ta phải đổ mồ hôi. Như hồi đó em đi vừa chụp ở Đà Nẵng, Bà Nà Hiêu, Hội An, em đi hả 3-4 địa điểm rồi, ở trên cái gì Hải Vân Quan nữa ở Đà Nẵng ấy, thì mình cảm thấy là đến cái buổi chiều đó là bắt đầu đã thấm mệt rồi. Rồi đến cái việc mà chụp ảnh mà thả đèn hoa đăng ở Hội An á, em thấy là những cái bức ảnh mà chồng
mà em chụp không lấy được một bức ảnh nào, bởi vì chị Quỳnh biết sao không? Mệt quá, khi mà mệt đúng quá rồi, với cả em còn diễn được nha. Chụp càng ngày cái thời gian em chụp càng dài trong ngày thì em sẽ càng thấy rất là mệt. Dạ, thế vâng. Nên là ví dụ như bạn bè chị bây giờ mà mọi người định đi chụp ảnh cưới xong kêu là em đang bị đi một ngày hoặc là thế nọ thế kia thì chị thường nói là nên chọn chỗ nào mà đi chụp nửa ngày thôi. Dạ vâng. Xong tức rồi là, nếu như mà muốn chụp đêm á, là phải qua một ngày đúng khác rồi. Chứ không thể nào mà dồn một cụm như một ngày hoặc cả. Là trong một ngày đấy thì phải có một cái quãng thời gian nghỉ vài ba tiếng buổi trưa. Đúng tức rồi. Là ví dụ như ở chụp ở Hà Nội các bạn cũng sẽ thích có một nửa ngày chụp ở trong nhà, nửa ngày chụp ở ngoài trời chẳng hạn. Thì chị bảo là nửa ngày ở trong nhà thì ok, trong buổi sáng đi để xét đến chụp xong buổi sáng ở trong nhà thoải mái thì trưa mọi người có thời gian nghỉ ngơi và sau đấy đến chiều muộn đi chụp hoàng hôn hay cái gì trời đẹp đẹp thì ok, chứ còn ví dụ như rất là tham trong câu chuyện là một ngày mà em muốn đi 3 điểm cơ chẳng hạn thì như vậy đó. Nó rất là mệt. Vâng. Nó vừa không chụp được bao nhiêu mà lên dần di chuyển rất là nhiều ấy, đúng rồi. Dạ. Mà đến tầm cuối em nghĩ là em đang rất xinh đẹp nhưng mà đến lúc em nhìn lại cái ảnh thì em sẽ thấy là phấn thì trôi, tóc tai thì rối bời đúng và rồi. Nó không còn đẹp được như những gì mà chúng ta mong muốn và lúc đúng, đấy chúng ta bị cái là thất vọng nhiều. Dạ vâng ạ. Và đó cũng là những cái kinh nghiệm khi mà quý vị khi mà đi chụp ảnh cưới chúng ta có thể là lưu ý và ghi vào sổ tay của mình để làm sao mình có những cái buổi chụp ảnh cưới thật là trọn vẹn và đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và vừa rồi là những cái chia sẻ của chúng tôi về việc mà làm sao có được một cái kế hoạch chi tiết nhất cho cái ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mình. Hy vọng quý vị có thể tham khảo và lựa ra những cái tham khảo nào phù hợp với bản thân của mình nhất. Và chúc cho quý vị sẽ có một ngày lễ cưới thật là trọn vẹn và nhiều ý nghĩa.